Súp ngấp nhật hoa giấy xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Vì lý do kỹ thuật cho nên shop sẽ up hai phần. Phần này là phần thứ hai. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà hay gọi là cái chao quan đó. Cái chao quan là tiếng Nhật. Dịch ra tiếng Việt nó gọi là cái chén trà, nhưng mà chén trà này nó dùng trong trà đạo của Nhật. Khi nói tới trà đạo của Nhật đó là chúng ta nói tới những cái chén trà như thế này. Còn những cái bộ ấm trà thì chúng ta chỉ uống trong những cái người Nhật họ chỉ uống trong những cái buổi trà thông thường thôi. Trà đạo thì họ sử dụng bột trà matcha trong những cái trà thất. Và nó là một cái nghi thức rất là trang trọng của người Nhật. Cái chén này nó thuộc cái dòng Raku cổ. Raku đen, cái dòng này là dòng Raku đen, nó thuộc cái dòng Raku cổ. Cái chén này cái dáng cao. Thường thì trong cái chén trà Nhật đó, nó phân ra những cái chén cho bốn mùa khác nhau, xuân hạ thu đông, thì có những cái chén nó với những cái mùa nó phù hợp cho những cái dáng khác nhau. Và những cái chất liệu giống như là cái cốt cớm dày hay mỏng để nó giữ nhiệt cho cái hương trà đó. Raku là cái dòng chuẩn mực nhất để dùng trong trà đạo. Chén này rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy nè, cái men nó rõ, tức là nó thể hiện rõ cái màu của thời gian. Ở đây chúng ta thấy nó chỗ này nó là cái sự chuyển màu nè, từ màu đen. Chỗ này nó có cái màu hơi nâu nhạt thôi. Và cuối cùng là nó chuyển sang đen. Ở hai bên chén trà của Nhật đó thường nó có cái hai bên nó ấn lõm như thế này để khi mà người ta cầm đó nó rất là chắc chắn. Ở đây chúng ta thấy là cái vết men chảy nè, nhìn rất là độc đáo. Cái chén trà Raku nó được nung thủ công với cái cốt gốm nó mềm rất là đặc trưng. Khi mà họ nung đó thì nghệ nhân họ dùng cái kẹp gấp đó, họ gấp để nó để lại những cái dấu như thế này nè, là những cái chén trà được nung thủ công của cái dòng Raku. Ở trong và ở ngoài nó đều có cái dấu gấp kẹp đó. Ở đây chúng ta thấy cái ấn truyện cổ nè. Cái chén này bên ngoài là nó rất là sâu tuổi, cực kỳ già. Cực kỳ sâu tuổi nha các anh chị. Cốt nó rất là sâu tuổi. Cái dòng này nó rất là mềm, cái cốt gốm nó rất là mềm mà nó sâu tuổi mà nó được nguyên vẹn như thế này thì đó là một điều rất là hiếm, rất là đáng để sưu tầm. Chén này nó cao 9.2. Đường kính là 10, mã sản phẩm là H14, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tống trà. Một cái tống trà gốm. Rất là đẹp. Tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng. Cái tống này là cái tống cỡ đại. Cái tống này nó không sử dụng cho những cái buổi trà mà ấm thông thường, mà cái tống này nó dùng trong trà đạo. Trong những cái trà thất đó thì cái người pha trà, cái nghệ nhân pha trà đó, họ sẽ đánh trà matcha trong cái tống này. Sau đó thì họ sẽ rót đều ra những cái chén chao quan, những cái chén trà dùng trong trà đạo đó, để thưởng trà. Cho nên những cái tống này nè là nó trong trà đạo, nó thay cho cái vị trí của cái ấm trà đó các anh chị, rất là đẹp. Tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công. Thường thì á, đây cái ấn truyện nè, nhưng mà nó được cái men nó phủ cho nên chúng ta rất là khó thấy. Những cái sản phẩm này thường là những cái sản phẩm độc bản. Chén này nó cao 8.5, dài 20.5, rộng 15,
Mã sản phẩm là H15, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng gấu. Tượng gấu bằng gỗ của Nhật rất là đẹp. Đây là một cái loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Nhật. Nghệ thuật thủ công truyền thống. Tạo hình gấu rất là độc đáo. Ở đây chúng ta thấy cái bộ lông gấu nè. Nó được khắc giống như cái họa tiết, giống như là kim cương vậy đó các anh chị. Lục giác, nhìn rất là đẹp. Cái điểm độc đáo của những cái tượng gấu này nè, là mỗi cái bộ lông của nó đó là nó mang một cái vẻ khác nhau. Cho nên nó, mỗi cái tượng nó là một cái sản phẩm độc bản, không hề lặp lại, không cái nào giống cái nào cả. Và thường thì tượng gấu của Nhật đó, họ làm những cái loại gỗ thì ít khi nào mà họ sử dụng cái loại gỗ mà cao cấp như dạng này nè. Gỗ này nó cứng mà nó nặng, cốt gỗ nó rất là cứng và nó nặng. Và cái vân này là cái vân tự nhiên, cái màu tự nhiên, không phải là một cái màu sơn nha. Cho nên nó đặc biệt là cái tượng này rất là nặng và cái gỗ này là gỗ tốt nè, dinh mộc nè. Rất là tinh xảo. Tượng này cao 16 năm. Này để chắc đo cái dòng thân đi, nó hay hơn. Dòng thân là 34, còn ở dòng dưới luôn đó là 40. Mã sản phẩm là H16, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm Sino rất là đẹp. Cái dáng độc đáo, tạo hình xù xì, nhìn rất là ấn tượng. Cái dòng này gọi là cái dòng Sino hỏa biến nè, với cái men màu cam đặc trưng, do trong cái cốt gướm đó nó có nhiều cái oxit sắt, nó vẽ cái cỏ lau với cái phong cách cực kỳ phóng khoáng. Đây là những cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công. Ở đây chúng ta thấy cái thân của cái bình này nè, nó được khắc tạo hình nhìn rất là độc đáo. Đáy có truyện ký của nghệ nhân. Sino là một cái dòng rất là đặc trưng của Nhật. Cái bình này cao 23 năm, đường kính miệng 9.5, đường kính miệng nhỏ hơn đường kính đáy. Dòng thân là 31 năm, mã sản phẩm là H17, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa bằng đồng xưa của Nhật rất là đẹp. Tạo hình một cái thùng gỗ hay là một cái giỏ, và nó được tạo hình xù xì, nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Những cái bình hoa đồng này nè là nó được đúc thủ công, và nó được ở cái quai này nè, nó được chế tác thủ công, nhìn rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy nè, trên cái thân nè, nó giống như là cái vết mà chí xém của đồng, nhìn rất là độc đáo. Cốt đồng đỏ nha các anh chị, cốt dày rất là nặng. Và ở đây chúng ta thấy là giống như một cái dòng quay, dòng những cái dòng dây mà ở trên trên cái miệng giếng đó, khi người ta cột cái thùng xách nước đó. Chế tác hoàn toàn thủ công, nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ độc đáo. Đáy có ấn truyện của nghệ nhân, rất là đẹp. Đây, để cái ánh sáng cho anh chị thấy trong này, cực kỳ độc đáo. Bình này sâu tuổi nha, cái bình này cao luôn tới quai là 15, đường kính là 6.3, dòng thân là 20, mã sản phẩm là H18, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa sứ Arita rất là đẹp. Cái bình này rất là to các anh chị.
Bên này cực to. Cái dáng nó là cái dáng bụng tròn, nó thể hiện cho cái mong ước ấm no đầy đủ. Bên này cái dáng rất là hay, đặc biệt là chúng ta thấy nè, toàn bộ cái thân bình này nè là nó được ở trong đó, bên trong này nè nó được quét một cái lớp nhũ vàng, sau đó thì nó mới được phủ men và nó quét một cái lớp nhũ bạc nữa, cho nên khi mà nung nó tạo ra cái màu sậm này nè, cái màu sậm sậm này là cái màu của bạc các anh chị, bạc mà nó nung đó nó sẽ ra cái màu đó, còn bên trong là một lớp nhũ vàng. Sau đó thì khi mà phủ men xong đó thì nghệ nhân họ sẽ rỉ những cái màu vàng lên, những cái chấm này là những cái vàng thật đó các anh chị, và cái họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công rất là đẹp nè. Họa tiết hoa này nè, nó được vẽ hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Cho nên cái bình này thoạt nhìn nó thì nó có thể là nó đơn giản, nhưng mà nhìn nó mang một cái kỹ thuật chế tác rất là cao. Một là cái kỹ thuật mà chúng ta thấy là phủ vàng, tức là mạ vàng lên sứ là một cái kỹ thuật rất là khó. Hai nữa là chúng ta thấy những cái họa tiết mà nó vẽ trên cái mặt trụ tròn như thế này thì nó rất là khó. Toàn bộ ở đây nè, chúng ta thấy cái lớp vàng rất là dày. Những cái bình này chúng ta đưa ra sáng đó, nó mang một cái vẻ đẹp rất là độc đáo. Đặc biệt là cốt sứ thì nó rất là bền với thời gian. Đây chúng ta thấy là lớp vàng ở trong, bên ngoài là cái lớp bạc, nó độc đáo là ở chỗ đó. Ta thấy cái họa tiết nào vẽ rất là rực rỡ, một bó đóa hoa nó một cái khóm hoa nó bung ra giống như là một cái đuôi cong vậy đó các anh chị. Đây chúng ta thấy nè, cái lớp vàng ở bên trong nó ẩn nó hiện lên khi mà chúng ta soi sáng đó, thì nó nhìn rất là độc đáo. Cái này là cái truyện ký tay, truyện ký tay, cái cốt này là cốt sứ. Cái bình này trưng bày trong những cái không gian hoài cổ đó, hay là không gian hiện đại thì nó đều rất là hợp. Cái bình này cốt dày rất là nặng, bình này nó cao 24, đường kính miệng là 11. Dòng thân là 78, mã sản phẩm là H19, giá 2.350.000. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, một cái siêu phẩm sơn mài. Đây là một cái bình hoa sơn mài. Cái bình hoa sơn mài này là sơn mài thì chất liệu của nó là gỗ. Nó độc đáo ở chỗ là cái bình này nè, nó kết hợp hai kỹ thuật, một là kỹ thuật điêu khắc trên gỗ, hai là cái kỹ thuật sơn mài. Sơn mài là một cái kỹ thuật cổ, giống như là cái kỹ thuật mà sơn son thiếp vàng trên những cái ngôi đình chùa cổ của Việt Nam chúng ta vậy đó, nó đòi hỏi cái công sức và cái thời gian rất là nhiều. Cái bình này, những cái sơn mài này nè, nó được phủ rất là nhiều lớp sơn, mỗi lớp sơn như vậy đó thì ít nhất phải từ 2 cho tới 6 tháng nó mới khô. Và những cái bình như thế này thì ít nhất là 7 lớp sơn, cho nên cái thời gian để hoàn thành một cái sản phẩm là cực lâu, đòi hỏi rất là nhiều công phu với những cái nghệ nhân rất là nhiều kinh nghiệm. Ở đây chúng ta thấy nè, đây là cái phần điêu khắc, điêu khắc một cái cảnh sơn thủy. Đây chúng ta thấy cái tán tùng nè, được khắc hoàn toàn thủ công, khắc 3D đó, mà nó tinh tế như thế này nè, nó chi tiết như thế này. Ở đây có một cái ngôi nhà ở dưới cái tán tùng, bên đây có một cái ẩn sĩ, bên dưới này có một cái vị đang chèo thiền nữa. Ở bên đây có một cái mái nhà và cái một cái vị ẩn sĩ ở đây.
cực kỳ tinh xảo. Ở này ở bên ngoài nó đẹp hơn các chị, do nó chúng ta nhìn được cái tổng thể, còn cái máy quay thì chúng ta chỉ nhìn được ở một cái góc độ nhỏ thôi, cho nên nó sẽ không được đẹp như bên ngoài. Chỉ tính riêng cái phần điêu khắc này thôi thì chúng ta thấy nó là một cái kỳ công rồi. Điêu khắc trên một cái hình trụ tròn nó sẽ khó hơn trên cái mặt phẳng rất là nhiều. Đây chúng ta thấy nè, cực kỳ độc đáo. Điêu khắc như thế này xong mà phủ sơn mài nữa, nó là cả một kỳ công. Cái bình này thì cái thời gian hoàn thành nó không bao giờ nó dưới 1 năm đâu các anh chị, để hoàn thành một cái sản phẩm như thế này rất là lâu, cực kỳ lâu. Cái bình này cốt gỗ nguyên khối, cần một cái thân cây to để chúng ta mới có thể chế tác được một cái bình gỗ lớn như thế này. Chúng ta thấy nè, rất là đẹp. Đây chiếc thuyền nè, lật ngược lại chúng ta hơi khó nhìn. Thực tế bên ngoài nó đẹp hơn trong video rất là nhiều. Tôi thấy cái lớp sơn mài bên trong nè, bên này cao 25, đường kính miệng là 14, dòng thân là 70, mã sản phẩm là H20, giá 2,5 triệu. Bình này còn gọi là cái dáng lọc bình đó các anh chị. Tiếp theo là một cái siêu phẩm, cực kỳ độc đáo. Cái bình này, cái tượng này thì nó rất là cao các anh chị ơi, to siêu to khổng lồ luôn. Một cái tượng về một cái nàng Giza, cái này Giza không đúng, Giza thì cái trang phục nó sẽ hở cổ, còn cái này giống như là một cái tiểu thư vậy đó, tiểu thư hay là một cái người phụ nữ quý tộc chứ không phải là Giza. Giza thì cái trang phục nó sẽ hở cổ. Những cái bộ kimono của Giza đó thì chúng ta thấy phần cổ nó sẽ hở ra, còn những cái người mà quý tộc á, những cái nàng tiểu thư hay là những cái mệnh phụ phu nhân thì cái bộ kimono này nó sẽ kín đáo. Cái tượng này thì nó độc đáo ở chỗ đó là nó to khủng khiếp, rất là hiếm gặp cái tượng nó to như thế này, rất là to. Cái tượng này để cái máy ngang này rất là khó quay, to lắm cho nên rất là khó quay. Rồi đây đây, cái tượng này chất liệu á là cái này là vải nè, ở trong nó là gốm. Đây chúng ta thấy khuôn mặt được làm rất là đẹp. Cái tượng này thì nó cũng nhiều nhiều tuổi rồi nghe các anh chị, tại vì á, thật sự là nó để shop đã trưng bày khoảng 7 năm ở trong trong nhà rồi, trong tủ rồi. Cái tượng này rất là cao. Chúng ta thấy cái màu son môi nè, là nó sử dụng cái chất liệu là son tự nhiên, cho nên bây giờ là nó bị phai đó. Về các anh chị nào mà chúng ta có thể do trang điểm lại được cái son này nè, các anh chị dùng son môi đó trang điểm lại được cho shop nam, cho nên không có rành gì cái vụ này. Đặc biệt chúng ta thấy cái trang phục nè, được làm bằng vải gấm, vải này là vải gấm truyền thống và được làm cực kỳ kỳ công. Bộ trang phục này nè được làm cực kỳ kỳ công này, vô cùng kỳ công. Tượng này bên ngoài đẹp hơn trong hình rất là nhiều, to khủng khiếp, rất hiếm gặp cái tượng to như thế này. Ta thấy cái khuôn mặt này rất là đẹp. Đây chúng ta thấy vô cùng kỳ công. Vải mà chúng ta thấy gấp như thế này,
được dệt với những cái hoa văn rất là đẹp. Tạo nên cái sự mềm mại rất là hay. Tượng này bên ngoài nó to khủng khiếp lắm các anh chị, do shop để cái máy nằm ngang cho nên nó nhìn nó không có được như thực tế. Hiếm khi nào mà gặp cái tượng to như thế này. Cái tượng này cao 60. 60 là khủng khiếp đó các chị. Thường thì tượng khoảng hai mươi mấy à. Tượng này 60. Dòng thân là 61. Dòng chân là 58. Cái dòng chỗ cái này nè. Chỗ rộng nhất là 61. Còn cái chỗ dưới đáy chân là 58. Mã sản phẩm là H21, giá 3.450.000, rất là cao các anh chị. Tượng này để lui ra, shop lui ra gần 2 mét mới quay được. Rất là cao, cao khủng khiếp. Phiên bán hàng của ngày 5 tháng 9 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.